Năm tôi lên 6, tôi đọc được một cuốn sách về rừng nguyên sinh. Trong sách có nói rằng chăn Nam Mỹ có thể ăn tái con mồi không cần nhai. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chủ đề này, nên tôi quyết định thể hiện nó qua bức vẽ đầu đời của mình. Khi tôi đưa bức tranh cho người lớn xem, họ nói rằng tôi vẽ một cái mũ quá xấu. Có lẽ do tôi vẽ chưa được chi tiết lắm. Thế này thì sao? Thật ra là con nên dành thời gian để học chứ không phải là mấy cái chuyện tào lao này. Và rồi tôi nghe theo họ, tôi trưởng thành. Tôi quên mất việc làm một đứa trẻ như thế nào cho đến khi phép màu đó xuất hiện. Tôi muốn tìm một người để chia sẻ câu chuyện này, nhưng có vẻ thế giới này quá người lớn. Vậy nên tôi đã nhờ content Phúc Lộc, editor LD và tôi quằn quại để làm nên một video này gửi tới các viewer của The Reviewer. Tôi không mong nó sẽ khuyến khích mọi người làm những đứa trẻ mãi mãi, mà chỉ hy vọng ở đâu đó trong sự trưởng thành, ta sẽ gặp lại những cô cậu bé trong mỗi chúng ta. Điều gì tạo nên nền tảng tương lai cho một đứa trẻ? Nhiều người sẽ cho rằng đó là giáo dục. Đúng rồi, hẳn là giáo dục. Người phụ nữ này cũng có chung suy nghĩ đấy. Bà là mẹ của Chai, cái tên tôi dành cho cô bé này. Hôm nay là ngày Chai tham gia buổi phỏng vấn trực tiếp trong một slot vào ngôi trường danh tiếng Wood. Hai mẹ con đã chuẩn bị rất kỹ cho màn vấn đáp. Chai cũng rất tự tin một cách máy móc. Mọi thứ đều rất ổn cho đến phút thứ 90 với câu hỏi lớn mà ban giám hiệu dành cho Chai: sau này trưởng thành em sẽ làm gì? Sợ, đây chính xác là câu hỏi mà các ông nên hỏi đứa trẻ con. Phi công, giáo viên hay đơn giản là TikToker? Rất nhiều sự lựa chọn cho Chai, nhưng cô bé đã đi thẳng vào lòng đất khi dập nguyên si câu trả lời được mẹ chuẩn bị cho mình. Chỉ đến khi được mẹ ra hiệu thì Chai mới nhận ra đi thực sự quá xa, để rồi ngất ngay tại chỗ. Thua keo này ta bày keo khác. Mẹ đã có một phương án B để giúp cho Chai được vào trường Wood, đó là chuyển nhà đến gần trường nhằm nhận một chỗ cho học sinh địa phương, chắc thế. Và đây chính là bước chuyển lớn dành cho tương lai của Chai. Chỗ ở mới của gia đình cô bé là một con phố với những ngôi nhà với kiểu dáng y xì đúc, chưa gì đã thấy một sự ngột ngạt không hề nhẹ. Khi vừa đến nơi ở mới, sự chú ý của Chai đã đập ngay vào ngôi nhà bên cạnh với ấn tượng không dễ chịu một chút nào, y như cái cách bà mẹ khó chịu với đám chim từ đó bay sang vậy. Đuổi đến con cuối cùng để giúp con tự tin khi vào trường Wood và xa hơn là trở thành một người trưởng thành vĩ đại, bà mẹ đã lên sẵn cho Chai một dự án trọn đời. Mọi thứ đều được sắp xếp chỉn chu từ A đến Z, kể cả quà tặng sinh nhật cho con từng năm. Trước mắt, việc cô bé cần phải tập trung là hoàn thành thử thách 53 ngày chuẩn bị cho ngày đầu đến trường. Mọi thứ đã được lên sẵn, Chai cứ vậy mà triển. Khi đó một tương lai tươi sáng sẽ đến với cô bé, ít nhất đó là điều mà bà mẹ khẳng định. Như mọi khi, bà mẹ luôn bận rộn với công việc. Người trưởng thành mà, họ lúc nào cũng thế. Nên việc cô bé ở nhà một mình chẳng có gì mới lạ cả. Chỉ là hôm nay có cái lạ, mùi xăng nồng nặc đã đủ lạ chưa? Một vụ nổ thì sao? Cái này thì chắc là rồi. Chưa dừng lại ở đó, từ bên kia bức tường, một ông bác cao lêu khêu sang nhà Chai lấy lại thứ mà ông vừa nghịch dại. Khi về cũng không quên đóng cửa, không để vụ này chìm. Chai ngay lập tức đi báo công an. Sau một hồi đập cửa, cuối cùng ông bác cũng đi ra. Ông ta là người thân thiện nhưng hàng xóm có vẻ không ưa cho lắm. Qua cách nói của anh công an thì có vẻ đây không phải lần đầu ông bác lúng túng khi bị tra hỏi, chỉ biết dầu dĩ mà xin lỗi, chắc sợ phải lên phường. Cho đến khi biết mình không bị thì tươi hẳn. Ông ta bảo anh công an đợi một chút rồi vào trong nhà lục lọi cái gì đó một lúc, sau đó trở lại với một bình đầy tiền xu. Đó chính là khoản bồi thường. Tối hôm đó khi mẹ trở về, Trai đã kể từng tận biến của cả một ngày cho bà nghe. Không chỉ có thế, mọi đơn thư để giải quyết vụ này đều được cô bé hoàn thành, từ bảo hiểm cho đến khiếu nại. Nhưng trẻ con đâu phải thế này, phải không? Hay là do tôi cổ hủ? Sau khi hoàn tất việc bài trí căn phòng mới, cô bé bắt đầu chương trình học tập của mình. Giảng ơi, nhìn quyển sách này đi, nó có thực sự là sách cho một đứa trẻ con học không ấy? Giữa lúc đó, một chiếc máy bay giấy đáp ngay trước mắt cô bé. Bên trong đó là một câu chuyện. Câu chuyện về chàng hoàng tử bé sống trên một hành tinh không lớn hơn cậu là mấy, và cậu cần một người bạn. Đang đọc dở thì từ đâu đó vọng tiếng người. Hóa ra là ông bác hàng xóm, vốn đã không ưa ông ta từ chiều nên Trai cắt luôn việc giao tiếp. Còn tờ máy bay thì cũng theo vào sau rác. Với những đứa trẻ đồng trang lứa, Trai là một sự khác biệt. Mọi thứ đều được làm một cách chuẩn chỉ, như sao y bản chính với khuôn là mẹ. Sau khi hoàn tất những công việc đã được lên lịch từ trước, Trai hôm nay có thêm một việc nữa, đó là kiểm đếm số tiền xu bồi thường. Trong quá trình đó, cô bé đã tìm thấy một vài thứ thú vị: thanh kiếm bé tí, viên bi đẹp long lanh, vỏ sò mang âm hưởng đại dương, bông hoa hồng, cái máy bay, và đặc biệt là một mini figure chủ nhân của thanh kiếm. Ngắm nghía cái figure một hồi, Trai chợt nhớ đến tờ máy bay tối hôm qua nên bỏ ra đọc nốt. Câu chuyện tiếp theo là về một anh chàng do cô đơn không ai nói chuyện nên quyết định đi học lái máy bay. Anh phi công này đã bay đi khắp thế giới cho đến một ngày chiếc máy bay của anh rơi xuống sa mạc Sahara. Ở đây thập phương 10 hướng toàn là cát, chẳng có chút hy vọng nào để anh thoát ra. Sau một đêm dài tuyệt vọng, sáng hôm sau anh được một cậu bé đánh thức. Cậu ta muốn nhờ anh vẽ cho mình một con cừu. Khi đứng trước một bí ẩn quá lớn lao, con người không dám không tuân theo. Con cừu đầu tiên anh vẽ quá ốm yếu, con thứ hai không hợp nhãn cậu ấy, nó như một con dê vậy. Con thứ ba thì già quá, cậu ấy muốn một con cừu phải thọ cơ. Lúc này anh phi công đã chán nên vẽ bừa một cái hộp rồi bảo con cừu ở bên trong. Bất ngờ là cậu bé lại khoái nó, thậm chí cậu ấy còn muốn chăm sóc nó nữa. Câu chuyện đang cuốn thì bị dừng ngang. Con người vốn tính tò mò, bị ngắt mạch cảm xúc kiểu này rất khó chịu. Để giải quyết vấn đề
đề này, trai quyết định mò sang căn nhà kỳ quái kia để được trả lời những thắc mắc của mình. Sau khi bò qua đám cây rậm rạp, trước mắt trai là cả một thế giới quan mới mẻ. Trong khu vườn này có những vật dụng handmade độc lạ, còn ông bác thì đang mải sửa đống sắt vụn hình máy bay của ông. Tiếng chào của trai khiến cho ông ấy giật mình mà thả bung cái rủ thoát hiểm. Nó từ từ rơi xuống trong ánh mắt đê mê của cô bé. Chắc trong cuộc đời được sắp xếp, đây có lẽ là lần đầu trai được thấy một thứ màu sắc như vậy. Cô bé gửi lại ông bác cái máy bay giấy, kèm theo đó là những thắc mắc. Ví dụ như hoàng tử bé sống như nào trên sa mạc, cậu ta không đi học à? Và trên đời này làm gì có ngôi sao nào mà tí hi như mô tả được? Nó không phải ngôi sao mà là tiểu hành tinh, ông bác giải thích. Cụ thể thì hoàng tử bé sống tại tiểu hành tinh B612. Để cô bé được thấy rõ hơn, ông bác đã dẫn trai vào nhà mình. Căn nhà rõ ràng chả to thế mà toàn đồ với đạc. Nó như một nơi tập kết của hàng hà sa số những món đồ trên thế giới vậy. Trong số đó có những thứ khiến trai hứng thú, như con cá bông này chẳng hạn. Buổi mở mang thế giới của trai được tiếp tục khi cô bé được ông bác đưa lên nóc nhà, một nơi mà cô bé có thể được trải nghiệm cảnh vật mà chàng hoàng tử bé được nhìn thấy 44 lần trong ngày. Sống trên tiểu hành tinh thích là thế, nhưng cũng có nhiều thứ phiền toái. Chàng hoàng tử bé muốn một con cừu để nó ăn những rễ cây bao báp, ngày nào cũng như ngày nào cậu đều phải xử lý chúng nếu không muốn thảm họa xảy ra. Một ngày nọ, có một hạt giống không biết từ đâu đã nảy mầm. Bằng bàn tay chăm sóc không quản khó nhọc, hoàng tử bé đã giúp nó đâm chồi nảy lộc, nở ra một bông hoa hồng xinh đẹp. Bông hoa cho rằng mình còn rũ rượi lắm, nhưng với hoàng tử bé nó đã hoàn hảo rồi. Và thế là họ say đắm nhau. Họ cùng nhau ngắm mặt trời mọc và lặn. Nhưng theo thời gian, bông hoa hồng dần trở nên kiêu kỳ. Điều đó đã làm cho khoảng cách của cả hai dần trở nên rộng lớn. Rõ ràng họ yêu thương nhau nhưng họ còn quá trẻ để hiểu điều đó. Chìm trong sự ngờ vực, hoàng tử bé đã trốn theo đàn chim di cư, mặc cho bông hoa hết lời níu kéo. Và đó là bước đầu cho hành trình của hoàng tử bé. Ông bác cho trai thấy các vì tinh tú, chúng thật đẹp, tỏa sáng và nhiều nữa. Nếu mở lòng mình mà lắng nghe kỹ, bất cứ ai cũng có thể nghe được tiếng cười của hoàng tử bé ẩn giữa những ngôi sao đó. Trai tính thử nhưng tiếng chuông báo kéo cô bé về thực tại. Khi về đến nhà, cô bé nghe một tràng những câu hỏi liên quan về kế hoạch ngày hôm nay. Rõ ràng trai chẳng thể nói mình chơi cả ngày được. Cô bé nói bào chữa rằng mình đọc sách và có một người bạn mới. Rõ ràng những việc đó không có trong dự án, thế nên bà mẹ quyết định bổ sung yếu tố bạn bè. Nhưng cô bé chỉ được chơi với bạn vào mùa hè sang năm, trong trường hợp dự án được vận hành suôn sẻ. Tối hôm đó, thay vì ngủ đúng giờ, trai bắt đầu đắm chìm vào hành trình của hoàng tử bé. Điểm đến đầu tiên của cậu là một tiểu hành tinh của một vị vua. Cậu tò mò hỏi ông đang cai trị cái gì vậy. Vị vua đáp là mọi thứ. Hoàng tử bé muốn nhờ vị vua giúp mình xem hoàng hôn để gợi nhớ về bông hoa hồng. Vị vua lúc này cứng họng, ông ta quanh co lòng vòng bào chữa cho việc mình không thể. Tiếp theo cậu đến gặp một quý ông ba hoa. Ông này thì thích được khen, mỗi khi được người ta vỗ tay lại nhấc cái mũ kỳ quái của mình lên để cảm tạ, đồng thời flex mình là kẻ đẹp trai giàu có thông minh nhất cái hành tinh này. Nhưng chẳng phải nơi đây chỉ có mình anh ta thôi sao? Thêm một lời bào chữa quanh co nữa từ quý ông ba hoa. Điểm dừng tiếp theo là một hành tinh của một doanh nhân chuyên quản lý các vì sao. Hoàng tử bé thắc mắc việc đó giúp được gì cho ông ta. Sự giàu có giúp được gì cho ông ta? Có thêm các ngôi sao để quản lý. Quay đi quay lại vẫn là quanh co. Người lớn thật là lạ. Chắc điều kỳ lạ đó chỉ có trong chuyện thôi. Nhưng không, nó là một thực tế. Thực tế của thể hiện tại đơn. Mẹ của trai là một ví dụ điển hình. Nếu bà ấy sở hữu một hành tinh thì sao nhỉ? Hành tinh của người phụ nữ kế hoạch. Chẳng nhẽ người lớn lúc nào cũng thế chăng? Chắc là trừ ông bác này ra. Trai đã từng mong muốn mình trưởng thành sớm, nhưng giờ cô bé đã quay xe. À không, trưởng thành thật ra không tệ đến thế. Chẳng phải ông bác này đã và đang trưởng thành rồi hay sao? Nhưng ông vẫn nhớ tới hoàng tử bé, nhớ về hành trình của cậu. Lần này cậu đặt chân đến sa mạc, nơi đây thật tĩnh lặng và vắng vẻ. Cậu gặp một con rắn độc, cậu hỏi nó về con người, về nó, về nhiều thứ. Nó trả lời cậu tường tận và hợp lý. Thậm chí nó còn có thể giúp cậu về hành tinh của mình bất cứ khi nào cậu muốn. Nhưng bây giờ không phải là lúc đó. Hoàng tử bé đến một đồng cỏ xanh mướt. Ở đây cậu gặp một con cáo. Thấy cậu, con cáo vội bỏ chạy. Hoàng tử bé muốn họ xích lại gần nhau hơn, nhưng con cáo từ chối vì hoàng tử bé chưa thuần hóa được nó. Cụ thể hơn là có một mối quan hệ tin tưởng, mối quan hệ giúp họ phân biệt được nhau giữa hàng ngàn những người và cáo khác, như chú cáo và hoàng tử bé. Lâu dần mối quan hệ của trai và ông bác dần thân thiết. Ông đã cho cô bé trải nghiệm những thứ đúng với lứa tuổi của mình, đúng với những gì mà một đứa trẻ nên có. Còn với con cáo và hoàng tử bé, họ là duy nhất trên đời của nhau. Trong một lần chơi đùa với con cáo, hoàng tử bé đã đi qua một vườn hồng. Tất cả đều là những bông hồng xinh đẹp. Vậy là bông hoa mà cậu yêu thương là một bông hoa bình thường ư? Chẳng phải nàng ấy nói mình là duy nhất trong vũ trụ hay sao? Không, không phải vậy. Bông hồng ấy là duy nhất thuộc về hoàng tử bé. Con cáo khuyên cậu nên trở về, dù cho họ có phải cách rời nhau. Hoàng tử bé cho rằng việc mình cảm hóa con cáo hóa ra lại là chuyện chẳng nên. Không, cậu lại sai rồi. Người ta chỉ nhìn thấy rõ ràng bằng trái tim mà thôi. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy được. Để cụ thể câu nói của con cáo, tôi cho rằng việc ấy cứ như là mua áo của trùng cuối vậy. Đừng để con mắt bạn đánh lừa là nó đẹp, sang, xị mịn, mà quan trọng là phải trải nghiệm nó, mặc nó để có được cảm xúc rõ nhất, cảm xúc chạm tận trái tim ấy. Lưu ý đây không phải quảng cáo, đây là ví dụ.
Con cáo đã nhìn hoàng tử bé bằng trái tim. Nếu trai làm được điều đó, cô bé sẽ không bao giờ đơn độc. Chẳng phải cô bé đã có ông bác làm bầu bạn rồi hay sao? Với ông bác đó là một sự may mắn. Nhưng ai rồi cũng phải nói lời tạm biệt. Biết đâu một ngày ông sẽ sửa xong chiếc máy bay rồi bay tới chỗ hoàng tử bé thì sao? Chẳng phải cậu ấy có bông hoa hồng rồi hay sao? Con trai thì cần ông bác, người bạn duy nhất mà cô bé có. Thấy bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, ông bác gợi ý mời trai đi mua bánh về cùng thưởng thức. Có điều xe ông bác quá cũ, đi chill thì khá vui, cho đến khi anh công an đến cho xe tấp vào lề. Vì đã đi ẩu lại còn không có bằng lái. Ngay khi nghe chuyện, bà mẹ lập tức về nhà với vẻ mặt cau có. Và bạn biết ấy, chuyện chẳng lành đã tới. Sau khi nói chuyện với ông bác về, bà mẹ bắt đầu bài hát đi vào lòng người của mình. Bà không cho con gái giải thích, mà chỉ chăm chăm vào lỗi sai của con. Đồng ý là nói xấu là sai, nhưng cách nói của bà thực sự khiến con bé tổn thương. Cái gì mà nói dối dự án cả đời? Rõ ràng nó chỉ là một cái bảng với mấy miếng nam châm. Rõ ràng rằng bà mẹ đang quan tâm hóa nó thay vì con gái của mình. Và như mọi gia đình với bố mẹ quá bận rộn khác, họ coi tài chính là điều tốt cho con, mà không biết cái tốt nhất cho sự phát triển của trẻ em là gì. Trung bình những phụ huynh khi bị con nói lại như vậy thường sẽ cứng họng, và khi đó họ sẽ đổ lỗi cho những thứ khác. Cụ thể ở đây là câu chuyện về hoàng tử bé. Những ngày sau đó, trai được mẹ đưa về điểm xuất phát với sách vở và bài tập. Ngày qua ngày cứ thế mà diễn ra, cuộc sống cứ thế mà diễn ra. Có khi nào cô bé sẽ trưởng thành như vậy, qua lời người lớn trong sự cô độc và nhàm chán? Trai không hề muốn thế. Chỉ có một cách để cô bé được thư thả, chuyện về hoàng tử bé. Lúc này anh phi công đã uống đến giọt nước cuối cùng. Trong lúc tuyệt vọng, hoàng tử bé xuất hiện. Cùng với nhau họ sẽ đi tìm một cái giếng. Giữa mênh mông cát và cát này, bất ngờ là họ đã tìm thấy nó. Bằng cái nhìn của một đứa trẻ, hoàng tử bé cho rằng con người có thể trồng một vườn hoa nhưng họ chẳng thể tìm được cái họ muốn. Đôi khi cái đó lại nằm trong một bông hoa hoặc một chút nước. Chẳng phải điều đó tương đồng với trai lúc này hay sao? Cô bé có thể sống trong đầy đủ vật chất nhưng chẳng tìm được cái mình muốn, nhưng lại tìm thấy ở những trang truyện và từ người ông bác hàng xóm kỳ quái. Trai đến tìm ông để bắt đầu hành trình của họ, nhưng điều ấy là không thể, bởi ai rồi cũng phải nói lời từ khước. Ông bác phải đi một mình. Và đây cũng là lúc tốt nhất để ông kể nốt câu chuyện. Sau khi sửa xong chiếc máy bay, anh phi công đến tìm hoàng tử bé. Lúc ấy cậu ta đang nói chuyện với ai đó, cụ thể là một con rắn độc. Hoàng tử bé nói với anh phi công rằng mình cũng sẽ về nhà như anh, xa hơn và khó hơn nhiều. Anh phi công chưa sẵn sàng để quên đi nụ cười của hoàng tử bé. Nếu thế thì cậu sẽ tặng anh một món quà. Một trong những ngôi sao kia là nơi cậu ở. Chỉ cần anh phi công ngắm nhìn chúng, anh sẽ thấy được tất cả những ngôi sao đều sẽ cười với anh. Thời điểm nói lời từ biệt đã đến, anh phi công chỉ đứng nhìn từ sau lưng, chứng kiến hoàng tử bé rời đi ngay trước mắt. Khi biết được đoạn kết, trai không chịu được. Chẳng có nhẽ ông bác cũng muốn như hoàng tử bé, còn trai thì như ông của quá khứ hay sao? Lỡ như hành trình đó không trọn vẹn, hoàng tử bé không gặp lại được bông hoa hồng, cậu bị đi lạc đến đâu đó hay trưởng thành chẳng hạn. Trai đã lãng phí cả mùa hè để theo đuổi câu chuyện này. Một câu chuyện cứ tưởng sẽ cứu rỗi cô bé, hóa ra lại là một cái kết chẳng có hậu gì cả. Trai rời khỏi ngôi nhà ông bác với cảm xúc khó tả. Cô bé trở về nhà và dọn đi những ngôi sao, những gắn kết của một tình bạn đẹp. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, hôm ấy mưa không ngớt hạt, như báo hiệu một biến gì đó. Và đúng là như vậy, ông bác đã bị đưa lên xe cấp cứu. Một chút lưỡng lự, cô bé quyết định đuổi theo chiếc xe đó. Bây giờ không phải lúc nói lời từ khước, cô bé muốn ông bác ở lại, chỉ thế thôi. Muốn như thế thì chỉ có một cách, trai phải đi tìm hoàng tử bé. Nói là làm, trai mò sang nhà ông bác. Chiếc máy bay đã sẵn sàng, bạn cáo cũng sẵn sàng, chần chừ gì nữa mà không bay. Sau một loạt chuỗi domino xảy ra, chiếc máy bay đã sẵn sàng để cất cánh. Tuy khởi đầu có hơi gian khổ, nhưng dần dần mọi thứ đã đi vào đúng quỹ đạo. Điều kỳ lạ là những ngôi sao biến đâu hết, chỉ còn duy nhất một tiểu hành tinh với những tòa nhà chọc trời mọc lên san sát, một nơi mà ông bác chưa từng kể, một nơi dành cho những người trưởng thành. Trong lúc bay lòng vòng, trai đã thấy một bóng dáng quen thuộc, và không chỉ có mỗi cái bóng đó quen đâu. Quý ông bao hoa với vai cảnh sát, vị vua giờ lại là người bấm thang máy. Sau tất cả, cuối cùng trai cũng tìm được hoàng tử bé. Nhưng khi đến gần thì nó lạ lắm. Anh chàng này là Prince, một người được sắp xếp cho công việc dọn dẹp, nhưng xem chừng cũng chẳng đến đâu. Đúng hơn là một chấn bé đủ chính hiệu. Trai cố gắng thuyết phục rằng anh là hoàng tử bé. Đúng là anh ta có chữ Prince nhưng không đồng nghĩa anh là hoàng tử. Và anh ta cũng chẳng bé. Khi chiếc chổi cuối cùng rơi mất, Prince đã muốn khóc lắm rồi. Tuy nhiên anh ta là người lớn, mà người lớn thì sao khóc cho được. Miệng thì nói thế nhưng nước mắt nước mũi thì vẫn cứ tùm lum. Sau khi biết trai là một nhóc tì, Prince đã đưa cô đến gặp một người, người mà anh cho rằng có thể giúp được. Sau khi được một người lớn chào đón, họ đi qua một xưởng tái chế đồ trẻ thơ thành kẹp giấy công sở. Trai được đưa đến một văn phòng, ngay giữa là một bộ bàn học. Cô bé bị cố định vào bàn, và lúc này mới nhận ra đây là nơi xóa bỏ tàn dư của tuổi thơ để công nghiệp hóa những đứa trẻ thành người lớn. Bằng chứng là đây, một cuốn sách cô đọng mọi thứ cần thiết. Chẳng nhẽ chúng ta chỉ cần đọc cuốn sách này liên tục tới già là được sao? Dĩ nhiên là không. Ở đây sản phẩm được tạo ra sẽ trải qua một phương trình tăng tốc. Với ví dụ là Prince, để được trải qua quá trình đó, trai sẽ cần ký kết kha khá những hợp đồng để cam kết mọi thứ đi đúng với định hướng. Ở một diễn biến gần đó, Prince đã vô tình thấy chuyện của hoàng tử bé. Nhân lúc tên người lớn ngăn anh lại, cáo bông đã cứu được trai ra, còn gã người lớn được đi cúc thêm lần nữa. Do sự điều khiển của Prince, Prince đích thị là hoàng tử bé. Anh vẫn còn giữ bức vẽ con cừu ngày đó, mặc dù chẳng còn nhớ mấy. Trai khơi gợi lại cho Prince nhớ ra mọi thứ. Muốn như thế thì nước bọt là không đủ, chỉ có một cách duy nhất. Nhưng để làm được điều đó thì cần phải cứu cái máy bay đã.
Trước khi họ biến mất, cha nhặt một quả bowling thành công hạ gục nhân viên. Cứ tưởng thế là ổn, ai ngờ ông ta gục đúng nút làm tốc độ thả càng nhanh, mò mãi chả biết nút nào dừng lại. Cáo bông tương luôn quả bóng cho nó lại. Chiếc máy bay được cứu, nhưng lại chẳng thấy Prince đâu. Hóa ra anh đang ngắm nhìn những vì sao, chúng đã đưa Prince về những miền ký ức. Anh nhớ ra mình có một bông hồng. Đúng lúc đó kẻ chiếm đoạt những vì tinh tú xuất hiện. Hắn là doanh nhân, mục đích của ông ta là biến những thứ không cần thiết trở thành những thứ cần thiết. Cụ thể ở đây là biến những ngôi sao thành năng lượng cung cấp cho người lớn làm việc. Ngay lập tức doanh nhân cho người đưa trai về lớp học. Prince lúc này lên tiếng cản lại. Anh đã nhớ ra thân phận, anh là hoàng tử bé. Dù cho đám người lớn có chê cười thậm tệ, khích bác đến đâu, anh phải trở về với bông hồng của mình, nên anh sẽ không làm việc cho doanh nhân nữa. Ngay lập tức họ di chuyển đến chỗ máy bay. Đám người lớn có đuổi theo nhưng không đáng kể. Chật vật một hồi, cuối cùng Prince, Chai và Cáo Bông cũng lên ở máy bay. Trước khi rời khỏi, cô bé không quên giải phóng những vì sao, kèm theo đó là lời tuyên bố mình sẽ trưởng thành, nhưng sẽ là một người trưởng thành không quên. Những vì tinh tú được thả tự do cùng với chúng, tổ nhóm tuổi thơ cũng thoát ra theo. Hành tinh người lớn ngập trong bóng tối, nhưng bù lại họ đã thấy được những ngôi sao, sự rực rỡ tuyệt vời của chúng. Chẳng phải điều đó thật đẹp đẽ hay sao? Trên con đường trở về, hoàng tử bé đã được gặp lại những hành tinh ngày đó mình từng đi qua. Một lúc sau, B612 đã trước mắt. Nó đã bị những cây bao báp bao phủ. Sau khi hạ cánh, họ đến tìm bông hoa hồng, nhưng nàng nay đã úa tàn. Những cánh hoa tan biến thật nhanh trong tay Prince. Chứng kiến cảnh đó, trai sầu lắm. Sẽ có một ngày cô bé sẽ lớn và rồi quên hết mọi thứ. Nhưng không, không hề. Ký ức của trai sẽ như đóa hoa hồng của hoàng tử bé vậy. Nàng là duy nhất trong vũ trụ. Với hoàng tử bé, bông hồng mãi mãi trường tồn. Cái cốt yếu thì con mắt sẽ không nhìn thấy. Hãy dùng con tim để ghi nhớ mãi mãi. Tạm biệt hoàng tử bé. Trai trở lại cuộc sống đời thường. Cô bé được mẹ đưa đến thăm bác hàng xóm. Hai người bạn đã làm lành với nhau. Cô bé còn gửi tặng ông bác cuốn sách hoàng tử bé mà chính tay mình làm. Từ một cô bé với tính cách già trước tuổi, sau khi gặp và trải nghiệm nhiều thứ, trai đã lấy lại được sự trẻ thơ bên trong mình. Điều đó chẳng phải đẹp đẽ lắm hay sao? Tôi từng đọc một câu này ở trên mạng. Hãy sống như một đứa trẻ, cười giòn tan khi vui, khóc nức nở khi buồn, hét ầm ĩ khi giận, dễ dàng quên đi và dễ dàng tha thứ. Trong cuộc sống hối hả tấp nập, nhiều người muốn chữa lành cho tâm hồn của mình. Vậy hãy thử tìm lại cô bé hay cậu bé bên trong mình xem, biết đâu lại thấy bình yên và yêu đời hơn. Còn với các bậc phụ huynh, hãy để cho con trẻ được sống đúng với lứa tuổi của mình. Đó mới chính là hành trang tuyệt nhất để chúng trở thành những người lớn vĩ đại. Còn nếu bạn muốn chữa lành bằng phim ảnh, thì phim này hay phết sẽ giúp bạn tìm ra những bộ phim mà bạn muốn, hay những thông tin, meme vân vân và mây mây về môn nghệ thuật thứ 7. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe. Tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.